Xin chào các bạn, hôm nay Hiền có mời được một bạn tên là Vân. Thì bạn đã ở Richmond 10 tháng rồi. Gia đình của bạn chuyển đến đây theo chương trình 132. Thì hôm nay rất là may mắn chúng ta có những cái kết nối và nghe sự chia sẻ từ bạn Vân. Cuộc sống ở Queensland như thế nào, cuộc sống của gia đình khi chuyển đến Queensland, bạn cảm nhận ra sao? Thì mình đã vừa được chuyển đến cùng với gia đình dưới dạng visa 132 đã được 10 tháng rồi. Thì thứ nhất thì mình cảm thấy thành phố này cái cuộc sống nó khá là thoải mái. So với nhiệt độ của Sydney và Melbourne thì nó chậm hơn và nó khiến cho mình cảm thấy thoải mái cũng như dễ chịu hơn. Mình cảm thấy là Brisbane có một sự kết hợp hòa hợp giữa thiên nhiên cũng như là thành phố, thì nên mình thấy là nó có một cái mình có thể hòa nhập vào đây tốt hơn. Cái thứ hai thì mình cảm thấy là khi mình đến đây thì nó có một giữa châu Á và châu Âu, nó có một cái nhịp độ rất là phù hợp với mình, nó không quá chậm cũng không quá nhanh. Thì mình thích cái việc mà mình có access cho những cái món ăn Á hoặc là cái lối sống của người châu Á ở đây. Nhưng mà mình cũng thích không quá châu Á, có một cái gì đó ở châu Âu, ở Úc này, ở Brisbane này. Có nghĩa là đây là một sự kết hợp của nhiều cái nền văn hóa giữa Á và Âu. Và mình cảm nhận được là mình dễ chịu, mình sống ở đây rất là tuyệt vời. Cho Hiền hỏi Vân thêm một chút xíu là gia đình của bạn, tất nhiên là bạn trẻ thì bạn hòa nhập được, nhưng mà không biết là ba mẹ của mình thì có hòa nhập được cái cuộc sống ở Brisbane hay không. Tại vì rất là nhiều các khách hàng cũng như là các anh chị cũng ở độ tuổi người ta lớn rồi, thì người ta sẽ cảm thấy e ngại về rào cản về ngôn ngữ. Thì bạn cảm nhận gì khi mà ba mẹ mình sống ở đây trong 10 tháng qua? Mình thấy là ở Brisbane thì cái nhịp sống của nó chậm hơn so với ở Sydney, nên so với những người lớn tuổi thì họ sẽ thấy là cũng thoải mái và nó không có quá nhiều kiểu phải vội vã như cái cuộc sống ở Việt Nam. Mình có biết một vài người Việt như qua đây thì bắt đầu đi tập yoga này nọ, nó rất là thoải mái. Và cái không khí trong lành cũng khiến cho cái cuộc sống của họ giống như là nó không có bị ô nhiễm này nọ, khá là thích hợp với những người lớn tuổi ở đây. Ok, cho Hiền hỏi thêm là gia đình của mình ở vùng nào của Việt Nam? Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Và gia đình thì làm du lịch ở Hội An. Hội An là một trong những nơi rất là đẹp của Việt Nam luôn. Thì rất cảm ơn những cái chia sẻ của Vân, và hy vọng là cuộc sống của gia đình cũng như là Vân sẽ suôn sẻ và cũng như là thành công hơn ở cái vùng đất mới là Australia. Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là nhiều, và mong mọi người nếu như có nhu cầu tìm hiểu về chương trình 188 hay 132 thì hãy liên hệ ngay tại Hospital and Bridge Your Children We Care.